Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Mình mới nhận được một cây dúi mình mua trên mạng các bạn, 150k. Đây, sau khi mình nhận về thì người ta gửi hàng đóng như thế này, thì mình đã khui ra để mình kiểm tra cái tình trạng của cây như thế nào. Đây các bạn có thể thấy được gói rất là kỹ càng ở trong cái bao bố và bao bì lông. Đây, sau khi mình tháo ra thì các bạn có thể thấy là cái cây nó đã như thế này. Đó, mình sẽ tiến hành mình gọt bỏ những cái vết cắt các bạn, vết cắt mà bị nham nhở, mình gọt cho nó tới cái chỗ da sống đó, để mình bôi keo. Đấy, còn cái phần này là cái phần gốc các bạn, phần gốc thì mình cũng phải gọt sạch cho tới cái da sống luôn. Với da sống thì mình mới biết được là nó nằm ở đâu các bạn, để mình xử lý vết nấm. Đây, sau khi mình xử lý xong vết cắt thì mình đã bôi keo, thì các bạn có thể thấy là mình đã cắt bỏ một cái phần gốc đi. Do khi người ta đào bị dập á, người ta dập xong rồi nó bị tách ra khỏi cái vỏ với cái thân gỗ, thì mình phải tiến hành mình làm cho nó sạch đi các bạn, để mình xử lý nấm. Thì sau khi mình cắt đó đi thì cái phần thừa đi, mình phải gọt sạch hết cái phần mà nó bị dập á. Sau đó mình sẽ sử dụng Roman Gold các bạn, để mình quét vào cái chỗ mà cái mặt cắt mình gọt á, mình gọt tới chỗ sống á. Trong đó mình xử lý Roman Gold để cho nó chống nấm các bạn. Rồi khi đó mình chờ nó khô, cái mặt cắt nó khô, rồi keo nó khô mình sẽ trộn chất chồng. Chất chồng của mình gồm sơ dừa, chấu, cát và chấu đốt, chấu sống và chấu đốt các bạn. Trộn đều vào. Rồi mình cho cây vào mình trồng. Các bạn nhớ cho trồng sâu nha. Mình chôn thật là sâu xuống đó, mình chôn sâu, sau đó mình nhấn thật kỹ. Đó, mình chôn thật kỹ vào, cứ cái mặt cắt nhỏ mình sẽ chừa lại để cho nó lên mầm. Thường thường sẽ nên mà cắt mầm nhỏ lên trước đó, rồi mình chôn kỹ lại, mình lấp hết gần hết cái chất trồng, lấp gần hết cây đúng không bạn, mục đích là để giữ ẩm. Giữ ẩm thì cây dúi mới bứng về nó sẽ dễ bị mất nước. Các bạn giữ ẩm thật là kỹ, tại mình giữ ẩm cái này thì mình không có chùm bọc lông nha các bạn, mình giữ ẩm kỹ bằng chất trồng của mình thôi. Còn cái phần nó chừa những cái ngọn, những cái nhánh nhỏ chừa lên, mình sẽ dùng vải thun mình cuốn lại và mình để ở dưới nước lan, chứ mình không có ấy nha bạn, không có dùng bọc lông nha, để cây khi mà nó làm mầm thì nó sẽ sống khỏe. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình kiểm tra lại xem cái cây nó phát triển đến đâu rồi các bạn. Sau 12 ngày đây các bạn, mình để dưới nước lan đó, thì mình để dưới lan mà mình còn mình giữ ẩm, mình còn phủ thêm một cái lớp vải bố nữa các bạn. Đây này cây sâm hương mình cũng trồng vô được 10 ngày nữa các bạn. Đây, nó đang làm mầm này, xong khi bứng ở dưới đất để lên này. Đó, cái xanh này các bạn, đấy nó đang làm mầm này. Đây, thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái cây dúi này, kiểm tra thử xem nào các bạn nha. Sau 12 ngày thì nó sẽ như thế nào nha, cách với cách ươm ủ của mình. Đây, kiểm tra các bạn, đây các bạn, mầm đã nhú rồi nha. Đây, mầm nhú rồi nè, đó, mầm nhú ở dưới, đây mầm nhú hết rồi nè các bạn này, thấy không? Mầm dưới này làm mầm dài luôn rồi nè. Đấy, đây này, la này nè. Đấy, mình ủ cái này. Ủ cái này vô rồi. Mấy cái mầm, mấy cái thằng nhỏ nó sẽ ra mầm trước nha bạn. Lớn sẽ ra sau nha. Đấy, xem mấy thằng bên này nè. Đây, mấy thằng trong này cũng ra này các bạn, đang ra dưới này nè. Dưới này nè. Đấy, mầm xanh dưới này nè các bạn. Đấy, ra đó. Mấy thằng này là ra hết nha các bạn. Từ từ sẽ ra hết thôi. Nhưng mà bây giờ nó ra mấy mầm rồi. Ok, đây này. Mấy mầm cái nhỏ ra này các bạn, đây này. Ui, nó lá luôn rồi nè. Đó. Tuyệt vời nha các bạn. Với cách dâm ủ này các bạn, không cần trùng bọc cái lông thì nó sẽ rất là an toàn. Khi mà nó ra mầm như vậy rồi các bạn, thì mình sẽ bỏ cái vải bố ra luôn, bỏ bố ra ngoài luôn các bạn, tại vì cái vải bố này nó sẽ nó giữ ẩm lúc nó chưa ra mầm thôi. Còn mình khi mình bỏ vải bố xuống vô thì nó sẽ bị che nắng quá, nó sẽ không quang hợp được nha các bạn, và nó sẽ thiếu nắng, nó quang hợp không có tốt. Bây giờ mình sẽ tháo ra, thì ý cái mầm của nó sẽ ra một ít nữa thì mình lại tháo hết cái này ra để cho nó phát triển mầm thật là nhiều ra, thì nó sẽ lên là cái mầm nó thêm chuyển màu xanh, quang hợp tốt các bạn, thì cây nó mới ok. Còn các bạn cứ đậy kín vô á, nó sẽ ra màu trắng trắng như vậy nè, là nó sẽ cái mầm nó sẽ bị non các bạn, nó yếu cây nha. Đó, bây giờ nhưng mà mình cũng phải để dưới nước lan đó, dưới nước lan để cho cây nó cây này nó bay rất là đẹp các bạn nha, bay ra mình làm bay nó cùng rừng vừa bay luôn nè, nên cùng rừng xong rồi mình làm sẽ cho nó bay ra đó, rất đẹp nha các bạn. Đây, cùng rừng bay một vài nhánh nó bay giống như cây bị siêu đổ ra các bạn, coi như đứng lên đó, rất đẹp nha. Đó, thì các bạn có thấy là kết quả mình dâm sau 12 ngày thì nó đã ok.
Tại vì các bạn biết không, khi mình trùng bọc lông mình tháo ra nó sẽ bị tát, nhưng mà mình để mầm nó ra tự nhiên như vậy nè, nó ra tới đâu là nó sẽ phát triển tới đó luôn, nó không có bị tát các bạn, tại vì nó ở ngoài môi trường tự nhiên rồi, không phải trong môi trường không khí mà trùng bọc lông ẩm các bạn, thì cây nó phát triển rất ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình nhé các bạn.